Chào mừng các bạn đến với lớp học phân tích và thiết kế mạch sử dụng Altium Designer. Chỉ 400.000, các bạn đã có thể tham gia lớp học gồm các bài giảng là những video được thiết kế phong phú, kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, mô tả chi tiết quá trình thiết kế mạch, từ việc lên ý tưởng, phân tích nguyên lý hoạt động, cho đến thiết kế, schematic và PCB. Cuối cùng là xuất file mạch in, xuất bom lít, vật tư. Các bạn sẽ thông qua các bài học từ 1 đến 10 để nắm vững các nguyên tắc trong thiết kế. Nội dung bài học sẽ được update thường xuyên. Mọi thắc mắc các bạn hoàn toàn có thể comment dưới bài viết để đội ngũ tư vấn sẽ trả lời, giải đáp cho các bạn. Đội ngũ tư vấn trong nhóm là những anh đang làm việc tại các công ty lớn như Viettel, VinFast, v.v. tận tình giúp đỡ các bạn. Rất mong các bạn cùng tham gia để nâng cao kiến thức cho chính mình và góp phần phát triển cộng đồng. Xin cảm ơn.